sẽ chấn giữ ông Thành phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Trọng tài chính điều khiển trận đấu mà chúng ta chuẩn bị theo dõi trên sân Pleiku là ông Trương Hồng Vũ. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng đã cùng với Nam Định tạo nên cặp đấu duy nhất không có bàn thắng ở vòng đấu đầu tiên. Mặt sân Thiên Trường không thực sự tốt cũng đã khiến cho lối chơi quen thuộc mà Hoàng Anh Gia Lai vẫn luôn hướng tới và được xây dựng trong suốt những năm vừa qua. Và một lối chơi mà chúng ta vẫn thường thấy mà Kiatisak đã cùng với các trò của ông tạo ra ấn tượng ở năm 2021. Ngày hôm nay thì trở về với một mặt sân quen thuộc, chắc chắn là sự chờ đợi dành cho họ sẽ càng lớn hơn. Đội hình xuất phát của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai gồm có thủ môn mang áo số 26 Huỳnh Tuấn Linh, cao thủ số 6 Lương Xuân Trường mang băng đội trưởng, số 7 Nguyễn Phong Hồng Duy, số 8 Trần Minh Vương, số 9 Nguyễn Văn Toàn, số 17 Vũ Văn Thanh, số 28 Nguyễn Văn Việt, số 30 Washington Brandao, số 66 Lê Đức Lương, số 99 Barbosa Mauricio và số 95 là Jefferson. Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai là ông Kiatisak. Trong khi đó thì đội hình xuất phát của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trong trận đấu này gồm có thủ môn mang áo số 25 Dương Quang Tuấn, cao thủ số 4 Gian Clesio Almeida, số 6 Ngô Xuân Toàn, số 9 Paulo Oliveira, số 11 Nguyễn Văn Hiệp, số 17 Đào Văn Nam, số 20 Nguyễn Xuân Hùng, số 37 Trần Văn Công, số 77 Zakaria, số 88 Nguyễn Trung Học. Đây là cơ hội dành cho anh Gia Lai. Một pha phối hợp khá nhanh, bóng hướng tới vị trí của Jefferson. Randall đã có thêm một đối tác mới trên hàng tấn công cho mùa giải này. Trong hệ thống của Hoàng Anh Gia Lai thì các cầu thủ như Văn Toàn và Washington Randall có lẽ là đã sẽ chơi dạt cánh. Vị trí trung phong thuộc về Jefferson. Ở mùa giải năm ngoái thì Hoàng Anh Gia Lai liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng. Thành tích của họ khi giải đấu dừng lại là 9 trận thắng, 2 trận hòa và để thua 1 trận. Hoàng Anh Gia Lai cũng là đội bóng đã ghi được 23 bàn thắng, nhiều nhất của giải đấu năm 2021 và họ có hàng phòng ngự vững chắc nhất với chỉ 9 bàn thua. Với nhiều người thì năm 2021 là một sự tiếc nuối lớn khi mà giải đấu đã không thể kết thúc theo như dự tính. Và Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng chắc chắn là câu lạc bộ tiếc nuối nhất. Sân Pleiku ở mùa giải năm ngoái đã chứng kiến 6 trận thắng và 1 trận hòa của Hoàng Anh Gia Lai. Đó là nơi mà đội bóng của huấn luyện viên Kiatisak thường xuyên kiếm được những điểm số tối đa trong cuộc chạy đua. Hàng phòng ngự là một điểm nhấn khi họ đã có chuỗi 5 trận liên tiếp không để thủng lưới ở V-League 2021. Sự cải thiện khả năng trong hệ thống phòng ngự giúp cho Hoàng Anh Gia Lai đã có được thành tích tốt hơn. Chúng ta vừa được xem lại pha phối hợp của cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cầu thủ đã can thiệp từ phía đội chủ nhà, đó là Mauricio. Pha thoát xuống vừa rồi là của Trung Học. Ngày hôm qua đã có 2 trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ 2 kết thúc. Đông Á Thanh Hóa với trận đấu đầu tiên của họ ở mùa giải năm nay đã phải đón nhận thất bại trên sân nhà trước BKMX Bình Dương. Trong khi đó thì các cầu thủ Topline Bình Định đã lội ngược dòng để có được thắng lợi trước các cầu thủ chủ nhà Sông Lam Nghệ An. V-League 2022 đang diễn ra với những diễn biến có thể nói là tuy chưa quá dồn dập và kịch tính nhưng cũng tạo ra những bất ngờ và đóng vào khá nguy hiểm. Ba cầu thủ trung vệ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu ngày hôm nay, sau khi Hữu Tuấn không thể góp mặt bởi Covid-19, sẽ là Văn Việt, là Mauricio và Đức Lương. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là ban luyện của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Huấn luyện viên Kiatisak vẫn tương đối hài lòng với những gì mà Hoàng Anh Gia Lai đã có được từ sân Thiên Trường. Một điểm ở vòng đấu khai mạc trên sân khách không phải là một điều gì đó quá tồi với đội bóng phố núi, nhưng trên sân nhà ngày hôm nay sẽ là một hình ảnh hoàn toàn khác mà các cổ động viên đang kỳ vọng.
Ở vòng đấu đầu tiên thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã để thua trên sân nhà trước Hải Phòng. Điều kiện tập luyện của họ trong quãng thời gian gần đây cũng không thực sự tốt. Với những đánh giá của giới chuyên môn thì đây sẽ là một trận đấu mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cố gắng có điểm trên sân Pleiku. Còn nếu như đặt mục tiêu giành thắng lợi thì họ sẽ phải nỗ lực hơn 100% sức lực và còn phải chờ tới sự may mắn nữa. Sơ đồ chiến thuật mà huấn luyện viên Thành Công đang sử dụng cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trận đấu này là 4-1-4-1. Đó là một sự lựa chọn hợp lý cho một trận đấu trên sân khách trước một đối thủ rất mạnh. Vòng đấu thứ hai có một trận đấu bị hoãn lại, đó là trận đấu trên sân Hàng Đẫy giữa Viettel và Hà Nội. Như vậy là Hà Nội vẫn chưa thể thi đấu sau hai lượt trận của V-League năm nay. Ngày hôm nay thì trong khuôn khổ vòng đấu thứ hai sẽ có cặp đấu giữa SHB Đà Nẵng gặp Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng gặp Nam Định. Sau khi kết thúc trận đấu cuối cùng của vòng đấu này thì quý vị và các bạn còn có thể theo dõi chương trình Night of V-League Show của chúng tôi trực tiếp trên kênh Football để nhìn lại toàn bộ những diễn biến của vòng đấu thứ hai. Quả tạt đi quá sâu. Ở mùa giải năm ngoái thì Washington Brandao có 3 bàn thắng. Nhưng nếu chỉ nhìn vào số lượng bàn thắng thì đó không phải là những gì đánh giá đúng nhất về tiền đạo của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai, người đã tạo ra một hiệu ứng cực tốt cho những người đồng đội xung quanh anh. Như đã nói thì Washington Brandao sẽ tiếp tục có được sự đồng hành của những đối tác mới trên hàng tấn công, bên cạnh những cái tên quen thuộc như là Văn Toàn, như là Công Phượng. Sự có mặt của Jefferson cho dù vẫn đang là một dấu hỏi về chất lượng chuyên môn thực sự, nhưng có lẽ cũng là một sự bổ sung cần thiết để làm dày hơn cho đội hình. Oliveira sẽ có một quả đá phạt trực tiếp dành cho cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Các đội bóng ở V-League 1 2022 cho tới thời điểm này, với các trận đấu đã trôi qua, đã tận dụng cơ hội từ những tình huống cố định tương đối nhiều. Và với câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội bóng bị đánh giá thấp hơn ở cuộc đối đầu này, thì đây có thể coi là một cơ hội thực sự dành cho họ. Đứng trước bóng đang là Trung Học. Tình huống phối hợp không phải là một cú đá thẳng với khung thành đối phương. Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong khuôn khổ vòng đấu thứ hai giải bóng đá vô địch quốc gia Night of V-League 1 2022 do Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam VTV Cáp và Công ty Cổ phần Giải pháp Truyền hình Thế hệ mới Next Media phối hợp thực hiện. Toàn bộ những diễn biến của V-League 1 2022 tiếp tục được chúng tôi tường thuật trọn vẹn 6 trận đấu mỗi vòng trên các kênh sóng của hệ sinh thái thể thao VTV Cup. Trong những nỗ lực để lan tỏa và phổ biến hình ảnh của giải V-League quốc gia tới người hâm mộ cả nước thì quý vị và các bạn có thể lựa chọn những kênh sóng của chúng tôi để theo dõi trọn vẹn toàn bộ trận đấu của mỗi vòng đấu trong khuôn khổ của giải bóng đá cao nhất mà chúng ta vẫn theo dõi trong những năm vừa qua. 10 phút thi đấu đầu tiên đã trôi qua, mọi thứ diễn ra tương đối chậm. Tất nhiên là trên sân nhà thì Hoàng Anh Gia Lai muốn có một lối chơi với nhịp độ nhanh, nhưng để làm được điều đó thì cũng đang là tương đối khó khăn bởi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã lựa chọn cho mình một lối chơi biết mình biết người và họ có số đông cao thủ bên phía phần sân nhà. Randall. Bóng vừa chạm đầu của Jan Klesio. Cùng giờ với trận đấu này là trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Và vào lúc 18 giờ thì trận đấu muộn nhất sẽ diễn ra. Đó sẽ là trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hải Phòng và Nam Định.
Quyền ném biên thuộc về cầu thủ Hoàng Gia Lai. Đó là một tình huống mà hai cầu thủ là Văn Việt cùng với tiền đạo của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã là Zakaria va chạm khá mạnh. Một tình huống kề gầm dày với lời phàn nàn của Văn Việt. Tỷ lệ kiểm soát bóng ở những phút vừa qua không có gì đáng ngạc nhiên, 68% nhưng về Hoàng Gia Lai. Đội bóng được đánh giá cao hơn và đang được chơi trên sân nhà. Vấn đề là vẫn chưa có một cơ hội nào cả. Những pha phối hợp đập nhà quen thuộc thì chưa thể được thực hiện. Còn những tình huống đưa bóng vào ở hai biên thì đang bị chiều cao của trung vệ đội trưởng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là Jan Klesio giải quyết một cách đơn giản. Rất nhanh. Đây là cơ hội dành cho Jefferson. Quá vụng về. Mặc dù vậy thì trái bóng vẫn đang trong cuộc. Xuân Trường. Văn Thanh. Đó là một khoảnh khắc mà có lẽ là một vài cầu thủ phòng ngự của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã mất tập trung. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống đệm lòng một chạm của Văn Thanh. Xuân Trường mở ra một đường truyền đúng tới tầm băng lên của Văn Thanh. Đó được coi là tình huống dứt điểm đầu tiên của Hoàng Gia Lai ở trong trận đấu này. Trong khi đó thì nhìn hình ảnh này thì các cổ động viên của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có lý do để mà lo lắng. Đội trưởng của họ Jan Klesio và ông này đang bị đau và cả Xuân Hùng nữa. Ở vòng đấu đầu tiên thì kết quả của các trận đấu trong lượt trận khai mạc là như sau: Sông Lam Nghệ An vượt qua BKMX Bình Dương với tỷ số 1-0. Trên sân nhà Topline Bình Định để thua Viettel với tỷ số 0-2. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng để thua trên sân nhà trước Hải Phòng. Nam Định và Hoàng Gia Lai hòa nhau không bàn thắng. Trận đấu duy nhất không có bàn thắng nào được ghi ở vòng 1. Và Sài Gòn, SA Đà Nẵng tạo ra cặp đấu có nhiều bàn thắng nhất. 4 bàn thắng trên sân Thống Nhất và đó là cuộc lội ngược dòng để giành lại một điểm của đội chủ nhà Sài Gòn sau khi bị đối phương dẫn trước 2 bàn. Đây là cầu thủ trên băng ghế dự bị của Hoàng Gia Lai. Trên băng ghế dự bị của Hoàng Gia Lai thì họ có Lê Văn Sơn, Công Phượng, Tuấn Anh, Bảo Toàn, Thanh Nhân, Đức Việt, Liễu Phước, A Hoàng và thủ môn Lê Văn Trường. Năm ngoái là một năm tiếc nuối của Bầu Đức. Đội bóng của ông đã chơi rất hay, liên tục dẫn đầu và hoàn toàn tự tin để hướng tới ngôi vị cao nhất. Có lẽ là kể từ khi mà câu lạc bộ Hoàng Gia Lai có sự xuất hiện của lứa cầu thủ Công Phượng, Xuân Trường tại V-League thì chưa bao giờ họ ở gần chức vô địch và có một lối chơi thuyết phục đến như vậy. Thật đáng tiếc là giải đấu đã không thể kết thúc một cách trọn vẹn. Có tới 2 cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp chấn thương. Một tổn thất rất lớn với họ. Jan Klesio thì đã có thể đứng dậy nhưng dường như là chấn thương của Xuân Hùng là không đơn giản một chút nào. Trận đấu đang phải gián đoạn trong ít phút khi có tới 2 cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị đau. Hoàng Ngọc Hào đã sẵn sàng. Có thể là huấn luyện viên Nguyễn Thành Công sẽ phải có sự điều chỉnh nhân sự bất đắc dĩ. Jan Klesio có lẽ sẽ nỗ lực trở lại, nhưng Xuân Hùng thì không. Chỉ hơn 10 phút thôi và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã phải đón nhận tổn thất về mặt nhân sự. Trận đấu đầu tiên trên sân nhà của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Mục tiêu không gì khác là 3 điểm trọn vẹn. Và họ càng có thêm được yếu tố thuận lợi khi đối phương đã mất đi một hậu vệ bởi chấn thương ngay từ những phút đầu tiên này. Cầu thủ vừa bị thổi phạt việt vị đó là Jefferson. Cầu thủ mang áo số 2 Hoàng Ngọc Hào đã được sử dụng thay thế cho Xuân Hùng. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã khó, lại càng thêm khó. Và đây là Xuân Hùng với những bước chân tập tễnh. Hiệp 1 đã trôi qua được 15 phút, trong đó có tới gần 5 phút
bị gián đoạn bởi chấn thương của các cầu thủ. Văn Toàn. Ba năm hai là giải pháp cho Hoàng Anh Gia Lai khi họ thi đấu với Văn Toàn và Washington Brandao trên tấn công ở mùa giải năm ngoái. Còn ngày hôm nay được thi đấu trên sân nhà trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với sự xuất hiện của những ngoại binh mới. Thì ông Kiệt Thị Sắc đang chơi với ba mũi giáp công ở phía trên là Văn Toàn, Washington Brandao và Jefferson. Họ đã bế tắc và không thể ghi bàn trên sân Thuần Trường. Và ngày hôm nay trên một mặt sân đẹp hơn, cần phải tạo ra được ấn tượng lớn hơn cho sự chờ đợi của người mộ và đội bóng được coi là ứng cử viên số 1 của mùa giải năm ngoái và cũng bị người ta đặt dấu hỏi cho khả năng cho việc bắt nhịp với V-League 2022. Không được, đó là pha xử lý không thành công của Minh Vương. Oliveira. Zakaria vừa rồi đã không di chuyển. Trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu năm nay thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã giành chức vô địch của Cúp Hoàng đế Quang Trung. Họ giành thắng lợi trước BKMX Bình Dương, SAB Đà Nẵng và Topline Bình Định. Đối với câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, quá trình chuẩn bị cho mùa giải năm nay họ cũng đã trải qua những trận đấu giao hữu ở các giải đấu Cúp Hoa Lư hay là giải Viettel mở rộng. Nếu so sánh với những cái tên mà chúng ta đang được thấy trong đội hình của cả hai đội thì chắc chắn Hoàng Anh Gia Lai được đánh giá cao hơn so với đối thủ. Những gì đã diễn ra ở vòng đấu đầu tiên khi để thua ở phút cuối sẽ giúp cho huấn luyện viên Nguyễn Thành Công có thêm được những kinh nghiệm. Ông vẫn hài lòng với những gì mà các học trò đã chơi ở lượt đấu khai mạc, chỉ thiếu một chút may mắn để có điểm. Còn ngày hôm nay là những tính toán có lẽ là hướng tới trước mắt là một điểm trên sân Pleiku. Đặt mục tiêu quá cao, không phải là một sự lựa chọn thực tế. Trong suốt những phút thi đấu đã trôi qua của một mới chỉ có một cú sút được coi là tương đối nguy hiểm, đó là cú đá của Văn Thanh. Hoàng Gia Lai cầm bóng tốt hơn. Tỷ lệ kiểm soát bóng của họ lên tới sấp xỉ 70%. Thì nó cũng chưa giải quyết được nhiều điều. V-League 1 sẽ diễn ra 4 vòng đấu và sau đó giải đấu tạm nghỉ trong quãng thời gian gần 4 tháng. Đây là một năm mà lịch thi đấu dày đặc ở các đấu trường dành cho các đội bóng câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, đội tuyển U23. Mặc dù vậy thì lịch thi đấu với gần 4 tháng nghỉ từ tháng 3 cho tới tháng 7 chắc chắn là cũng sẽ ảnh hưởng khá nhiều tới các câu lạc bộ cho những tính toán của họ. Trước khi bước vào vòng này thì Hoàng Anh Gia Lai đứng ở vị trí thứ 8. Trong khi đó thì câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang xếp ở vị trí thứ 12. Vào lúc này thì trên sân Hòa Xuân, tỷ số của trận đấu giữa SAB Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang là 0-0. Thành phố Hồ Chí Minh đang có trận đấu đầu tiên của họ trong mùa giải mới. Ở lượt trận khai mạc, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là câu lạc bộ được nghỉ thi đấu. Vòng đấu khai mạc cũng đã có một trận đấu phải hoãn lại, đó là trận đấu giữa Hà Nội gặp Đông Á Thanh Hóa. Có lẽ là trong khoảng 2 tuần lễ nữa thì mọi thứ sẽ dần ổn định hơn với các đội bóng tại V-League về mặt lực lượng. Nhưng chỉ tiếc thì sau đó thì giải đấu sẽ tạm nghỉ. Một tình huống xứng đáng phải nhận thẻ phạt. Thẻ vàng dành cho Nguyễn Phong Hùng Duy. Hùng Duy đã buộc phải phạm lỗi với Trung Học sau khi không thể ngăn chặn được pha băng lên của cầu thủ này.
Đánh đâu! Một lần nữa lại có lỗi việt vị. Pha chào bóng vừa rồi là của Zakaria, một trong những đội bóng bị đánh giá thấp hơn nhưng cũng đã tạo ra một cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục trên sân Pleiku ở mùa giải năm ngoái, đó là câu lạc bộ Nam Định. Và cơ hội đến với họ từ những tướng sút xa và những tướng cố định. Đó là những thứ vũ khí mà những đội bóng nhỏ vẫn cố gắng tận dụng trong những chuyến làm khách tại đây. Gần một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua. Tỷ số vẫn đang là 0-0 trên sân vận động Pleiku. Hoàng Gia Lai đang có những thời điểm gần như là chỉ chơi ở nửa phần sân của đối phương. Nhưng họ vẫn chưa biết cách làm thế nào để tiếp cận với thủ môn Dương Quang Tuấn với khung thành của anh một cách hiệu quả nhất. Ngày hôm qua thì BKMX Bình Dương vượt qua Đông Á Thanh Hóa với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng của Tiến Linh. Trong khi đó thì Topline Bình Định cũng đã lội ngược dòng để vượt qua Sông Lam Nghệ An với tỷ số 2-1. Radao sẽ chỉ có một quả đá phạt góc. Trọng tài đang phải nhắc nhở với hàng loạt các cầu thủ trong khu vực cấm địa. Và bây giờ thì quả đá phạt góc của Lương Xuân Trường mới được thực hiện. Zakaria. Hồng Lĩ Hà Tĩnh hầu như là không thể đưa được bóng lên phía trên. Họ cũng không có gì quá vội vàng cả. Với một chiến thuật đã được định sẵn từ trước, chơi phòng ngự bên phía phần sân nhà, trước hết là giữ được an toàn cho mảnh lưới của thủ môn Dương Quang Tuấn, và sau đó là sẽ tận dụng những khoảnh khắc cụ thể trong những tuống phản công. Một điểm là mục tiêu lớn nhất cho trận đấu ngày hôm nay. Và đây có thể coi là một bài test cho hàng tấn công của Hoàng Gia Lai, hàng công mạnh nhất của năm 2021. Họ phải vượt qua được khối bê tông trước khung thành của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. 11 cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bên phía phần sân nhà của họ. Đức Lương. Brandao. Vẫn là Brandao. Phía trên thì Oliveira tất nhiên với cách chơi của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ là vô cùng đơn độc. Bây giờ thì mục tiêu của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước hết là phải phòng ngự chắc. Phản công được hay không thì còn phải còn chờ. Xuân Toàn. Lại là một tình huống phạm lỗi nữa của Văn Toàn. Tỷ lệ kiểm soát bóng vẫn đang được duy trì một cách ổn định cho câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Hai mươi lăm phút đầu tiên của trận đấu trên sân động Pleiku đang diễn ra một cách tương đối êm đềm. Hoàng Gia Lai muốn chơi tấn công nhưng họ không thể đẩy cao nhịp độ khi mà các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chơi kỷ luật bên phía phần sân nhà với số đông các cầu thủ. Ở mặt trận tấn công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì gần như là con số 0.
Zakaria rất khỏe. Zakaria cố gắng để thực hiện quả tạt vào phía trong. Cú sút chân trái, bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Đó là pha dứt điểm đầu tiên của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong trận đấu ngày hôm nay. Đã có đủ thời gian để hàng phòng ngự áo hồng lui về. Hồng Duy không hiểu ý. Ta sẽ cùng xem lại ý đồ phối hợp của Hồng Duy với Washington Brandon. Đúng là để đạt tới độ nhuần nhuyễn và sự hưng phấn mà những gì người ta được chứng kiến từ Hoàng Gia Lai mùa giải năm ngoái thì có lẽ là cần phải có thêm thời gian. Văn Thành, Văn Toàn, không được. Mùa giải năm ngoái sau khi có khởi đầu tốt, Hoàng Gia Lai đã duy trì được sự hưng phấn và liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng. Họ vượt qua hầu hết các đối thủ bằng một phong cách thuyết phục. Nhưng năm nay chắc chắn sẽ là một câu chuyện khác. Các đối thủ đã nghiên cứu kỹ về Hoàng Anh Gia Lai. Và hơn thế nữa thì những cầu thủ ngoại binh thay thế của họ ở mùa giải năm nay thì vẫn chưa thể hiện được nhiều. Văn Toàn, quả đá phạt dành cho Hoàng Anh Gia Lai. Cự ly là vào khoảng 25m tới khung thành của thủ môn Dương Quang Tuấn. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho tới thời điểm này đã để lọt lưới một bàn thua ở mùa giải năm nay. Theo những số liệu chuyên môn thì ở vòng đấu đầu tiên có trung bình 1,6 bàn được ghi trong mỗi trận đấu tại V-League 1 2022. Nó chưa phải là một sự khởi đầu tưng bừng dành cho giải đấu sau rất nhiều chờ đợi cũng đã trở lại. Cú chọc bóng của Lương Xuân Trường đánh đầu Chí Tuấn. Chân trái không được. Đó là một pha phối hợp với ý đồ rõ nét của cầu thủ Hoàng Gia Lai và người đã dứt điểm cuối cùng là Washington Brandao. Ta sẽ cùng xem lại pha phối hợp vừa rồi. Cú đầu chiến thuật là của Mauricio. Sẽ có thêm một quả đá phạt góc nữa dành cho đội chủ nhà. Lần này là một tình huống thực hiện đá phạt góc tốt đơn của Lương Xuân Trường. Bóng đã chạm đầu của Mauricio. Bóng xoáy và có quỹ đạo tốc độ tốt hơn so với tình huống đá phạt góc trước đó cũng của Lương Xuân Trường. Và nó đã tạo ra được một cơ hội cho Mauricio ở phía trong. Ở mùa giải này thì Hoàng Anh Gia Lai đặt mục tiêu cao nhất. Họ cũng sẽ đặt ra những mục tiêu đáng kể tại AFC Champions League. Có nhiều sự thay đổi ở trên sân Pleiku thì về công tác tổ chức cũng sẽ có được những dấu ấn chuyên nghiệp hơn. Với thành tích đã dẫn đầu V-League 1 2021 với 9 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua thì ít nhất là cho tới thời điểm này người ta vẫn đang chờ đợi Hoàng Anh Gia Lai có thể trở lại phần nào với hình ảnh đó. Họ đã hòa 0-0 trước Nam Định ở vòng đấu khai mạc, trong một trận đấu mà cao trò của Kiatisak có lẽ là vẫn chưa có được cảm giác thi đấu tốt nhất khi giải đấu chính thức trở lại. Và cùng với đó là một mặt sân
tạo ra bất lợi với lối chơi quen thuộc. Hôm nay trên sân nhà đã trải qua 2/3 thời gian thi đấu của hiệp 1 và đối phương cũng đã có một hậu vệ gặp chấn thương phải rời sân bất đắc dĩ, thì Hoàng Gia Lai vẫn đang bế tắc. Tiếp tục có những tình huống va chạm và tiếp tục có những cầu thủ nằm sân. Ta sẽ cùng xem lại pha va chạm vừa rồi của Jefferson. Một động tác kín nhưng có lẽ là cũng không đến mức để cho cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đạp sân lâu như vậy. Đó là pha va chạm giữa Văn Hạnh và Jefferson. Mọi thứ đã được giải quyết. Trong một trận đấu mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ cố gắng làm chậm mọi thứ, thì Hoàng Gia Lai vẫn đang bế tắc. Một pha đánh đầu với, pha đánh đầu với của Jefferson. Hai trận đấu diễn ra vào lúc 17 giờ. Đó sẽ là trận đấu giữa SHB Đà Nẵng gặp Thành phố Hồ Chí Minh. Trận đấu ra quân của Thành phố Hồ Chí Minh ở mùa giải năm nay. Cùng với đó là trận đấu mà chúng ta đang theo dõi trên sân vận động Pleiku. Tỷ số của các trận đấu này vẫn đang là 0-0. Trận đấu muộn nhất của buổi chiều thi đấu hôm nay sẽ là trận đấu giữa Hải Phòng gặp Nam Định. Hải Phòng trở về sân nhà sau khi thắng lợi tối thiểu trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng đấu khai mạc. Còn Nam Định thì hòa 0-0 với Hoàng Anh Gia Lai. Trận hòa không bàn thắng duy nhất ở lượt trận đầu tiên của V-League 1 2022 này. Minh Vương. Đó chính là những gì mà các cầu thủ trong những vòng đấu đầu tiên đang thực hiện không tốt. Cảm giác trong những tiếng chạm bóng của họ là không thực sự trọn vẹn. Nó ngược lại với hình ảnh mà các cầu thủ Anh Gia Lai đã tạo ra được ấn tượng, phải nói là rất lớn ngay từ vòng đấu đầu tiên mùa giải năm ngoái. Đây đã là phút thứ 35 của hiệp 1. Số cơ hội diễn ra trên sân Pleiku là rất hạn hữu. Đây là huấn luyện viên của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Một vòng đấu có thể nói là vô cùng khó khăn với ông Thành Công và các học trò của mình. Họ đang có một đấu pháp hợp lý với một mục tiêu đã được đề ra rõ ràng để kiếm điểm trên sân Pleiku. Thì lối chơi như thế này là phù hợp với con người mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang sở hữu vào thời hiện tại, và đặc biệt là khi họ phải làm khách trên sân của Hoàng Gia Lai, một trong những cửa biên lớn nhất của chức vô địch và cũng đang hướng tới thắng lợi đầu tiên. Không được. Nắm giữ hoàn toàn thế trận kể từ đầu trận, kiểm soát bóng tốt hơn, thực hiện nhiều phương án phối hợp hướng về khung thành của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Nhưng ở phía sau thì các cầu thủ hậu vệ của
Hoàng Anh Gia Lai có lẽ là sau tiếng vừa rồi cũng tự nhận thấy rằng họ không được phép chủ quan. Sẽ là vô cùng khó khăn nếu như thi đấu áp đảo đối phương, kiểm soát tình hình và đang hướng tới thắng lợi đầu tiên của mùa giải mới nhưng lại để thua bởi những tình huống không ai ngờ tới. Thực tế là ở mùa giải năm nay có rất nhiều các đội bóng đã phải nếm trải cảm giác để thua trong những pha bóng mà họ phải vô cùng tiếc nuối, đặc biệt như câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trận đấu đầu tiên của họ để thua trong những phút cuối với bàn thắng được ghi bởi Romario của Hải Phòng. Ở trong đấu trước thì Hoàng Anh Gia Lai đã bị các cầu thủ phòng ngự của Nam Định kiểm tỏa một cách tương đối hiệu quả. Họ tìm ra cách để ngăn chặn sự nguy hiểm của những Văn Toàn, những Brandao, những cầu thủ đã từng bùng nổ ở mùa giải năm ngoái. Trong khi đó thì ngày hôm nay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có lẽ là cũng sẽ sử dụng một lối chơi tương tự, thậm chí là họ còn thi đấu lùi sâu hơn so với những gì mà Nam Định đã từng chơi trước Hoàng Anh Gia Lai. Đây là điều mà Hoàng Anh Gia Lai sẽ phải đối mặt với rất nhiều những đội bóng khác ở V-League mùa này. Đó cũng là phép thử với huấn luyện viên Kia Tisak. Oliveira dứt điểm. Thêm một tình huống việt vị nữa. Một chiếc thẻ phạt đã sẵn sàng. Lần này thì Văn Hạnh phải nhận một chiếc thẻ vàng. Brandao là một tiền đạo vô cùng nhanh nhẹn và là một trong những ngoại binh chất lượng nhất của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai trong 5 năm trở lại đây. Điều quan trọng là anh gắn kết cực tốt với những Công Phượng, Văn Toàn và Tuấn Anh ở mùa giải năm ngoái. Nhưng năm nay thì đối phương cũng đã nghiên cứu anh rất kỹ. Đá với những cầu thủ như Văn Toàn hay Brandao để cho họ có khoảng trống thì không khác gì tự bắn vào chân mình. Những cầu thủ cực kỳ nhanh nhẹn. Cách mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang chơi trên sân Pleiku, cách mà các cầu thủ của họ làm tất cả để làm giảm nhịp độ trận đấu, thậm chí là để trọng tài liên tục phải nhắc nhở, có lẽ cũng nằm trong tính toán. Đúng là tất cả vì mục tiêu ít nhất là một điểm trên sân Pleiku, cố gắng giành điểm số đầu tiên trong mùa giải mới thì họ đã để thua ở vòng đấu khai mạc. Hết sức thực dụng. Liệu ông Lĩnh Hà Tĩnh có thể đứng vững trên sân Pleiku ở trận đấu ngày hôm nay hay không? Ít nhất cho tới thời điểm này thì họ cũng đang có được điều đó, không để cho Hoàng Anh Gia Lai có được nhiều cơ hội. Phút thứ 40 của hiệp 1, tỷ số vẫn đang là 0-0. Bốn vòng đấu đầu tiên của Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải này, họ sẽ lần lượt gặp Nam Định. Trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng. Trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mà chúng ta đang theo dõi ở vòng đấu thứ 2. Hai vòng đấu tiếp theo sẽ là những chuyến làm khách trên sân Sông Lam Nghệ An và trận đấu với Viettel trên sân nhà Pleiku trước khi giải đấu tạm nghỉ và sẽ chỉ trở lại vào tháng 7. Trong 4 đối thủ mà Hoàng Anh Gia Lai sẽ phải đối diện trong giai đoạn 1 của mùa giải này thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được coi là đội bóng yếu nhất. Mặc dù vậy thì tới phút thứ 41 của hiệp 1 thì đội bóng của huấn luyện viên Kia Tisak cũng chưa chứng tỏ được nhiều điều mặt trận tấn công.
Và thời điểm này thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn đang phải thi đấu với sự vắng mặt của Phi Sơn. Cầu thủ này đang gặp chấn thương. Năm nay cũng là năm mà một loạt các cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đã rời khỏi câu lạc bộ này, như Tuấn Hải hay là Văn Vĩ cũng như là Lý Công Hoàng Anh. Có rất nhiều sự thay đổi và chính vì vậy họ không được đánh giá cao. Thất bại ở vòng đấu mở màn càng khiến cho chặng đường trở nên gập ghềnh hơn. Hà Tĩnh đang hướng tới mục tiêu giành ít nhất một điểm trong trận đấu này. Họ đang chơi vô cùng thực dụng. Người vừa cắt bóng đó là Lương Xuân Trường. Tốc độ của Văn Toàn, đã có một tình huống kéo lộ liễu. Người vừa phạm lỗi đó là Văn Nam. Đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà Văn Toàn có tình huống khoảng trống và bứt tốc tốt trong hiệp 1. Và anh đã buộc hậu vệ đối phương phải phạm lỗi với mình. Hàng phòng ngự của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang được chỉ huy bởi Yang Klesio. Người sau một năm thi đấu cho SC Biển Nẵng đã trở lại với câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, nơi mà anh đã thi đấu 20 trận ở mùa giải 2020. Những tình huống bóng bổng vẫn đang được Yan Klesio xử lý tốt. Zakaria. Phía trên là Oliveira. Tranh chấp hợp lệ. Oliveira. Cá găng. Và anh Gia Lai phải tận dụng những cơ hội như thế này. Họ cần phải có được những đợt lên bóng nhanh, nhưng đó lại là một đường chuyền thiếu chính xác dành cho Jefferson. Cảm giác bóng trong những đường chuyền quan trọng nhất đang gặp vấn đề với đội bóng áo vàng. Ba lần làm khách tại Pleiku gần nhất thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đều để thua. Này là một trận đấu cực kỳ thực dụng của họ. Lợi thế cho đội khách. Không được. Và cần một tình huống chuyển trạng thái nhanh trong phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Xuân Trường. Randall. Đủ thời gian để cho cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lùi về. Randall. Cần phải xử lý nhanh hơn. Bây giờ thì toàn bộ đội hình của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có đủ thời gian để lùi về phần sân nhà của họ. Thời gian thi đấu chính thức của hiệp đấu đầu tiên đã hết. Tỷ số vẫn đang là 0-0. Quả tạt của Văn Thanh. Những tiếng bóng bổng như vừa rồi có lẽ chưa phải là thứ vũ khí hiệu quả nhất của câu lạc bộ Anh Gia Lai, nhưng đó là điều mà họ bắt buộc phải làm khi mà khu vực trung lộ đã bị bịt kín và buộc phải đưa bóng ra hai biên. Năm ngoái là một năm với những trận đấu tưng bừng của Anh Gia Lai, nụ cười của Đức xuất hiện nhiều trên khán đài.
Nhưng ngày hôm nay thì đây đang là một trận đấu vô cùng khó khăn đối với họ. Việc cố gắng để tăng cường nhịp độ tấn công vào thời điểm này là điều mà anh Gia Lai chưa thể làm được. Zakaria. Zakaria. Phối hợp khá hay. Oliveira. Hơi nhẹ một chút. Để mất bóng rất nguyền và cơ hội dành cho anh Gia Lai. Cú đá là của Minh Vương. Đó là một pha xử lý quá mạo hiểm của tiền vệ câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Và suýt chút nữa thì khung thành của họ đã phải trả giá. Văn Công đã có một tình huống để mất bóng. Và Minh Vương đã quyết định tung ra cú sút ở ngoài khu vực 16m50 nhưng không thành công. Lực đá là không đủ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng trở lại với sân Pleiku để tiếp tục theo dõi hiệp 2 trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ hai của giải đấu vô địch quốc gia Nayup V-League 1 2022. Ở hiệp 2 của trận đấu này thì cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai, đội chủ nhà, sẽ chiếm giữ thành phía bên phải màn hình của quý vị và các bạn. Hiệp 1 là một hiệp đấu một chiều. Hoàng Anh Gia Lai với lợi thế sân nhà với một đội hình chất lượng hơn đã kiểm soát thế trận trên sân Pleiku, nhưng lối chơi tấn công của họ là tương đối bế tắc và thiếu ý tưởng. Khu vực trung lộ bị số đông cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bịt kín. Và giải pháp duy nhất mà đội bóng vàng có thể thực hiện đó là đưa bóng ra hai biên và sau đó là những quả tạt vào phía trong. Và với những tình huống tấn công như vậy thì trung vệ đội trưởng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là Jan Crescio đã giải quyết rất tốt bài toán bóng bổng. Có nhiều thời điểm thì cả 11 cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đều xuất hiện bên phía phần sân nhà của họ. Mục tiêu kiếm một điểm khi rời Pleiku ngày hôm nay là vô cùng rõ ràng. Có lẽ là ở trong hiệp 2, ban luyện của Hoàng Anh Gia Lai sẽ phải đưa những cầu thủ như là Công Phượng hay Tuấn Anh vào sân. Công Phượng sẽ sở hữu những tình huống đi bóng xuyên phá để tạo ra đột biến trong một thế trận bế tắc như thế này. Ở trên hàng tấn công thì Bayano đã chơi có thể nói là vô cùng mờ nhạt và có đôi chút nặng nề. Minh Vương. Ở những phút cuối của hiệp 1 thì Minh Vương đã tận dụng được sai lầm của cầu thủ đối phương, giành lại bóng và sau đó băng lên. Chỉ tiếc là anh hơi vội vàng tung ra một cú dứt điểm từ xa trong pha bóng mà có tới 3 cầu thủ tấn công của Hoàng Anh Gia Lai cùng tham gia. Hàng công mạnh nhất của V-League 2021 vẫn chưa ghi được một bàn thắng nào ở mùa giải mới. Hoàng Anh Gia Lai đã hòa 0-0 trên sân của Nam Định ở vòng đấu khai mạc. Bây giờ thì trước đối thủ được coi là dễ thở nhất của họ trong số 4 đội bóng mà họ sẽ đối mặt ở 4 vòng đầu tiên là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì mọi thứ cũng chưa có gì biến chuyển. Oliveira. Vừa rồi là pha bóng mà Oliveira đã không vượt qua được Mauricio. Rất nguy hiểm. Trái ngược lại với hiệp đấu đầu tiên, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã bắt đầu có được những cơ hội. Phòng ngự phản công sẽ là lối chơi xuyên suốt của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trong trận đấu này. Và Hoàng Anh Gia Lai thì họ cũng cần phải làm quen với những đội bóng sẽ chơi như thế này với họ ở mùa giải năm nay. Tuấn Anh và Công Phượng đang khởi động tích cực. Đó sẽ là những sự thay đổi người cần thiết để gia tăng cho sự đa dạng của hàng tấn công đội bóng áo vàng. Nếu như Công Phượng vào sân thì nhiều khả năng là Jefferson Bino sẽ mất chỗ. Đường chuyền phát động tấn công khá tốt. Ở trong hiệp 1, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã phải có một sự thay đổi người bất đắc dĩ khi Xuân Hùng gặp chấn thương. Và sân thay thế là Ngọc Hào. Một ngày thi đấu mà các hậu vệ biên
của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hầu như là không dâng cao, với mục tiêu được đề ra hết sức rõ ràng, phòng ngự chắc bên phía phần sân nhà để hướng tới một điểm. Họ sẽ chờ đợi cơ hội từ những tướng cố định. Cú phóng là của Văn Toàn. Ngọc Hào. Minh Vương vẫn chưa có được sự kết nối từ các nhân tố trên hàng tấn công. Oliveira chỉ là những tình huống đơn lẻ, nhưng ít nhất đã hai lần kể từ đầu trận thì Oliveira đã khiến cho các cổ động viên của Hoàng Gia Lai phải cảm thấy lo lắng. Đó là những pha xoay sở tương đối chậm chạp của Mauricio khi theo kèm với Oliveira của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trung Học. Xuân Trường. Trong hiệp 1 thì Hoàng Gia Lai có tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới sấp xỉ 70%, nhưng nó không giải quyết được vấn đề gì cả. Xuân Trường quá mạnh. Tuấn Anh và Công Phượng nếu được sử dụng, có lẽ là Hoàng Gia Lai sẽ trở về với sơ đồ chiến thuật 3-5-2. Đó là sơ đồ chiến thuật đã giúp cho họ chơi tưng bừng ở mùa giải năm ngoái. Và hôm nay thì có thể nhận thấy là ở trên hàng công, Jefferson của Hoàng Gia Lai là vô cùng nặng nề và không phải là một sự bổ sung chất lượng. Cùng thời điểm này còn có hai cặp đấu khác ở vòng đấu thứ hai. Trận đấu trên sân Lạch Tray giữa hai câu lạc bộ Hải Phòng và Nam Định cũng đã bắt đầu, và vào lúc này thì Hải Phòng đang dẫn trước Nam Định với tỷ số 1-0. Đội bóng chủ nhà đã vươn lên từ rất sớm. Hải Phòng chính là đội bóng đã vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng đấu khai mạc. Trận đấu còn lại giữa SHB Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh cho tới thời điểm này vẫn đang có tỷ số hòa 0-0. Đó là trận đấu ra quân của Thành phố Hồ Chí Minh ở mùa giải năm 2022. Có khá nhiều những và nằm sân của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong trận đấu này. Họ có rất nhiều giải pháp để làm chậm nhịp độ thi đấu bằng một lối chơi phòng ngự số đông. Cùng với đó là sau những tình huống va chạm thì số lần nằm sân là rất nhiều. Khi mà cầu thủ Anh Gia Lai được hưởng những quả đá phạt góc hay những quả đá phạt thì đã có những tình huống va chạm chủ động tạo ra tranh cãi trong khu vực 16m50. Tất nhiên là với cách chơi như vậy, nó sẽ khiến cho đội chủ nhà, đội bóng hướng tới thắng lợi ở trận đấu này và đội bóng được coi mạnh hơn sẽ trở nên vô cùng ức chế. Tuấn Anh và Công Phượng sẽ được đưa vào sân. Đó là sự thay đổi cần thiết của huấn luyện viên Kiatisak. Sẽ phải là một giải pháp tấn công đa dạng hơn nữa. Lại thêm một cầu thủ nữa của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nằm sân. Người bị đau là Xuân Toàn. Rõ ràng là với những tướng bóng bổng, Ian Crecio với chiều cao của mình đang làm rất tốt nhiệm vụ phòng ngự. Hoàng Gia Lai cần phải có những giải pháp đa dạng hơn thay vì chỉ đưa bóng ra biên, và những quả tạt như vậy thì không thể làm khó với hàng phòng ngự của đội khách và qua người của Jefferson. Xuân Trường không có lỗi. Zakaria
Phía trên thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có một cầu thủ tiền đạo có khả năng chơi một đối một về đối phương tương đối tốt, anh tương đối nhanh nhẹn và xử lý khôn ngoan. Không được phép chủ quan trước những đường truyền dài của cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho Oliveira. Văn Thanh. 10 phút thi đấu của hiệp 2 đã trôi qua, tỷ số vẫn đang là 0-0. Không có được một tình huống tiếp ứng từ tuyến hai. Hoàng Gia Lai sẽ đưa Công Phượng và Tuấn Anh vào sân. Xuân Trường rời sân. Công Phượng vào sân để thay thế cho Jefferson. Hai sự thay đổi người của huấn luyện viên Kiatisak nhằm thay đổi mọi thứ cho hàng tấn công. Với phong độ vừa rồi thì Jefferson rời sân là đúng. Kiệt Sắc sẽ chờ đợi nhiều hơn từ những tình huống có thể tạo ra đột biến bằng những pha đi bóng của Công Phượng. Và cùng với đó là khả năng tung ra những đường truyền với độ sáng tạo cao của Tuấn Anh. Ở mặt trận phòng ngự thì Anh Gia Lai không có nhiều việc phải làm. Không kịp. Đã có pha phạm lỗi của Oliveira. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục có sự thay đổi người. Ngô Xuân Toàn sẽ rời sân. Vào sân là Đinh Thanh Trung. Như đã nói thì những pha bóng đưa bóng vào từ biên như vừa rồi sẽ khó có thể làm nên chuyện. Tỷ số của trận đấu trên sân Lạch Tray đang là 1-0 nghiêng về phía Hải Phòng. Trong khi đó thì trên sân Hòa Xuân, SCB Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh đang hòa nhau 0-0. Một thế trận không mấy hấp dẫn trên sân Pleiku. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn đang hoàn thành nhiệm vụ của họ. Trong khi đó thì các cầu thủ Hoàng Gia Lai thì đang vô cùng bế tắc. Trong ngày hôm nay thì Hoàng Gia Lai không có Hữu Tuấn trong đội hình. Đó không phải là một vấn đề quá lớn với họ. Bởi đây là một trận đấu mà tấn công là nhiệm vụ chính. Đội bóng rất nguy hiểm và cơ hội mở ra với cầu thủ Anh Gia Lai sút xa. Vừa rồi là cú đá được thực hiện bởi Công Phượng. Đội
vẫn đang là những nỗ lực nhằm đẩy cao tốc độ của cầu thủ Anh Gia Lai. Văn Toàn, Văn Toàn lại không chơi bóng không tốt, vẫn còn. Mười lăm phút thi đấu của hiệp hai đã trôi qua. Tỷ số vào lúc này trên sân vận động Pleiku vẫn đang là 0-0. Và hàng công mạnh nhất của năm 2021, đội chủ nhà Anh Gia Lai vẫn chưa có một bàn thắng nào ở giải đấu lần này. Không được. Bóng vừa đi chênh cột dọc sau cú đánh đầu của Yankresio. Thủ lĩnh Hà Tĩnh trông chờ rất nhiều vào những pha bóng cố định như thế này. Cự ly đội hình của họ, khoảng cách với vị trí trung phong của Oliveira là quá xa. Gần như chỉ là những tình huống đồng lập tác chiến và như thế là không đủ. Cơ hội sẽ chỉ đến từ những pha bóng cố định. Phần nào đó thì có một vài vị trí của Hoàng Anh Gia Lai có vẻ như đã bộc lộ sức ỉ. Họ đã thi đấu khá tưng bừng trong những giải đấu giao hữu trước mùa giải, nhưng khi bước vào giải đấu chính thức thì lại đang gặp khó khăn. Trên sân Lạch Tray thì người đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho Hải Phòng ở ngay phút thi đấu thứ tư, đó là Triệu Việt Hưng. Văn Hiệp, Công Phượng, bắt buộc phải là những quả tạt từ hai biên, gần như là không thể phối hợp tấn công khu trung lộ nơi có rất đông cầu vệ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đã có lỗi. Người bị phạm lỗi là Đức Lương. Và một chiếc thẻ vàng. Thẻ vàng dành cho Văn Hiệp. Cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lần lượt là Văn Hạnh và Văn Hiệp. Mục tiêu kiếm một điểm trên sân Pleiku của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Và lối chơi mà họ đã thực hiện trong những phút vừa qua là vô cùng hợp lý. Phản công. Phản công dành cho cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và tôi cho một tình huống dứt điểm. Hơi chậm. Cần phải quyết đoán hơn. Đó là Văn Hiệp. Chần chừ một chút thôi thì cơ hội đã trôi qua. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này, mọi thứ diễn ra tương đối nhịp nhàng. Oliveira xử lý gọn ở bên phía hành lang cánh trái, mở ra khoảng không cho những người đồng đội của anh. Thêm một quả đá phạt góc. Không có nhiều sự thay đổi. Những cầu thủ được tung vào sân của Hoàng Anh Gia Lai như Tuấn Anh và Công Phượng
vẫn chưa tạo ra được sự biến chuyển. Trong một tình huống mà các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mắc sai lầm chuyền bóng hỏng khu vực giữa sân thì mọi thứ được triển khai nhanh. Nhưng cú đá của Công Phượng thì cũng đã bị chặn lại bởi tình huống áp sát nhanh của cậu vệ đội khách. Hiệp 2 đã trôi qua được 20 phút. Công Phượng khá hay, đây là Oliveira. Nhưng thủ môn Huỳnh Tuấn Linh thì vừa rồi đã có một tiếng băng ra kịp thời, lập bập một chút nhưng vẫn có thể làm chủ được tình hình. Những tình huống như vừa rồi đang cho thấy là các cầu thủ phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai, đặc biệt là Mauricio, dường như là không có được khả năng chọn điểm rơi chính xác trong những tình huống bóng bổng. Đã khá nhiều lần anh để cho Oliveira làm khó mình trong những pha tranh chấp như ở tình huống vừa rồi. Những cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải năm ngoái đã không còn trong đội hình của họ nữa. Chevowas, Tuấn Hải. Số lượng cầu thủ được đăng ký cho mùa giải hôm nay cũng là rất ít. Mục tiêu vừa tầm vào lúc này và thực tế sẽ là cố gắng để trụ hạng cho mùa giải này. Zakaria. Sức mạnh của Zakaria. Văn Hiệp. Quá sâu. Đã bắt đầu xuất hiện những tình huống phản công có nét hơn của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Lần thứ hai thì Văn Hiệp có một pha xử lý thiếu chính xác. Một nửa thời gian thi đấu của hiệp 2 trôi qua, ông Kia Tisak đã đưa Công Phượng và Tuấn Anh vào sân. Nhưng bộ mặt tấn công của anh Gia Lai thì chưa có gì cải thiện cả. Trong khi đó thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong khoảng 10 phút thiếu vừa qua có hai tình huống phản công tốc độ và đều tạo ra được những áp lực về khung thành của Huỳnh Tuấn Linh. Ngọc Hào không cho ai cả. Công Phượng đẩy bóng hơi dài và cự ly giữa những cầu thủ tấn công của anh Gia Lai thì lại khá xa nhau. Văn Toàn. Hôm qua đã diễn ra hai cặp đấu của vòng đấu này. Trên sân nhà Thanh Hóa để thua trước BKMX Bình Dương với tỷ số 0-1. Và cũng trên sân nhà thì Sông Lam Nghệ An đã để thua ngược trước Topalem Bình Định với tỷ số 1-2. Sau khi kết thúc các trận đấu của ngày hôm qua thì tại V-League 2022 vẫn chưa có bất kỳ một đội chủ nhà nào có thắng lợi ở mùa giải mới. SAB Đà Nẵng và Hoàng Gia Lai đều đang hòa 0-0 với các đối thủ của họ ở vòng đấu này. Đội chủ nhà duy nhất đang có được lợi thế đó là câu lạc bộ Hải Phòng. Hải Phòng đang dẫn Nam Định với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng của Triệu Việt Hưng. Đá phạt góc của Công Phượng, bóng đi thẳng về khung thành của Dương Quang Tuấn. Sẽ là quả đá phạt góc thứ hai liên tiếp.
Tất cả các phương án tấn công của Hoàng Anh Gia Lai cho tới thời điểm này đều rơi vào bế tắc, đặc biệt là những đường bóng bổng, buộc phải đưa bóng ra hai biên khi đối phương đã bịt kín trung lộ. Và với những quả tạt của Hồng Duy, của Văn Thanh thì nó không phải là vấn đề lớn với hàng phòng ngự được chỉ huy bởi Jan Klesio. Còn 20 phút nữa trong thời gian thi đấu chính thức. Trong một cú đầu không cần sức thì bây giờ với sự bế tắc của anh Gia Lai thì ngay cả đội bóng mạnh hơn cũng đang phải trông chờ vào những tình huống cố định để tìm kiếm bàn thắng, khi mà tất cả những giải pháp tấn công của họ cho tới thời điểm này đều rơi vào bế tắc. Đó là phạt của Công Phượng, đánh đâu? Đó chính xác là những gì mà Hoàng Gia Lai đang chờ đợi. Người vừa vào đó là Mauricio. Đó là một tình huống chèo bóng về phía cột xa. Nhưng mà Mauricio thì có được lợi thế hơn hẳn so với những cầu thủ nội binh của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tiếp tục là quả đá phạt góc. Và trong khu vực 16m50 thì những tình huống tranh cãi như thế này là không thiếu. Ngay từ trong hiệp 1, cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã làm tất cả để làm giảm nhịp độ trận đấu, tạo ức chế về mặt tâm lý với cầu thủ tấn công của anh Gia Lai. Trận đấu liên tục phải gián đoạn. Trọng tài Trường Vũ đã chuẩn bị sẵn thẻ phạt trên tay. Về Nguyễn Thành Công sẽ tiếp tục có sự thay đổi người. Thẻ phạt vừa được trọng tài chính sử dụng sau một tình huống tranh cãi trong khu vực 16m50. Quả đá phạt góc vẫn chưa được thực hiện. Và một số cầu thủ tấn công của anh Gia Lai như là Brandao thì đang vô cùng ức chế. Vẫn là tình huống ngăn chặn tốt của Zakaria. Tất cả những gì mà cầu thủ Anh Gia Lai làm được vòng này chỉ trông chờ vào những tình huống bóng bổng. Trung học sẽ rời sân. Và sân là Phạm Văn Long. Như vậy là chiếc thẻ vàng mà trọng tài Trường Vũ sử dụng là dành cho Jan Klesio, đội trưởng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cả hai câu lạc bộ tham dự trận đấu ngày hôm nay, Hoàng Anh Gia Lai và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đều chưa ghi được bất kỳ một bàn thắng nào ở mùa giải này. Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong khuôn khổ vòng đấu thứ 2 giải bóng đá vô địch quốc gia Nayhoof V-League 1 2022. Trận đấu do Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam VTV Cáp và Công ty Cổ phần Giải pháp Truyền hình Thế hệ mới Next Media phối hợp thực hiện. Giải đấu sẽ được tường thuật trực tiếp
100% trên các kênh sóng của hệ sinh thái thể thao VTV Cup. Một giải đấu mà Hoàng Anh Gia Lai đội bóng đã chơi vô cùng ấn tượng trong năm 2021, đã gặp bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng đầu tiên của mùa giải mới, tìm kiếm trận thắng đầu tiên của mùa giải mới. Đây là trận đấu đầu tiên trên sân nhà của họ ở mùa giải này. Mọi thứ đang diễn ra cực kỳ khó khăn. Và xử lý không tốt của Công Phượng. Zakaria trong hiệp 2 đã chơi hay hơn. Quả tạt khá hay. Oliveira. Người đang bị đau có lẽ là Zakaria. Mùa giải năm ngoái thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã đứng ở vị trí thứ 12 khi giải đấu dừng lại. Trong đó thì Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng dẫn đầu. Năm nay là một năm mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với lực lượng hiện có cũng khó có thể đặt mục tiêu cao. Họ sẽ cố gắng để trụ lại với V-League. Và nếu có cơ hội thì mới nghĩ tới chuyện vươn cao. Đó là một mục tiêu hợp lý. Còn đương nhiên với Hoàng Anh Gia Lai, người ta chờ đợi nhiều từ đội bóng này. Nhưng ít nhất là sau khi trải qua tới vòng đấu thứ hai này, thì gương mặt của một đội bóng chơi ào ạt, ấn tượng, có cảm hứng thì vẫn chưa được người ta nhìn nhận từ đội bóng của Kia Tisak. Lại có thêm một chiếc thẻ phạt nữa. Hai cầu thủ bị đau ở trên sân. Zakaria, tiền vệ trụ của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, hôm nay có vai trò rất giống với những gì mà Trung Hiếu của Nam Định đã chơi ở vòng đấu đầu tiên. Đây là pha phạm lỗi với Tuấn Anh. Trong một pha phạm lỗi như thế này thì rõ ràng là tiền vệ của anh Gia Lai là người đau hơn trong một tư thế bị động. Lần lượt trong hiệp 2 thì các ngoại binh của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã phải nhận thẻ phạt. Yang Klesio và bây giờ thì tới lượt Zakaria. Thời gian cứ chậm chậm trôi đi và Hoàng Anh Gia Lai thì vẫn đang bế tắc trên sân nhà của họ. Trong một trận đấu mà ngoài 3 điểm trọn vẹn thì chẳng có một mục tiêu nào khác cả. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh yếu hơn họ. Hoàng Anh Gia Lai có đầy đủ trong tay mọi lợi thế. Nhưng họ lại đang vô cùng bế tắc. Những tình huống bóng bổng như vừa rồi được các cầu thủ phòng ngự của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giải quyết một cách tương đối đơn giản. Cho đáng chú ý là khả năng chỉ huy và tỏa sáng của Yang Klesio, người đã trở lại với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mùa này. Không kịp, lại là một tình huống xuất hiện kịp thời của Yang Klesio. Sau va chạm ở hiệp 1 thì Yang Klesio
đã vô cùng nỗ lực để có thể trở lại. Anh đang thi đấu với cánh tay băng bó, nhưng đó không ngăn cản việc số 4 của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang được đánh giá là cầu thủ chơi hiệu quả nhất trên sân. Sẽ có một quả đá phạt dành cho Hoàng Anh Gia Lai. Cầu thủ bị phạm lỗi đó là Hồng Duy. Hoàng Anh Gia Lai cần phải biết cách chắt chiu từ những cơ hội như thế này. Đứng trước quả đá phạt đang là Công Phượng và Nguyễn Phan Hùng Duy. Đây là phút thứ 80. Người thực hiện sẽ là Công Phượng. Vẫn chưa phải là một điều gì đó quá lớn lao với thủ môn và hàng phòng ngự của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hàng phòng ngự của đội khách chơi cực kỳ tập trung và dứt khoát. Đúng là Hoàng Gia Lai đã chơi vô cùng bế tắc ở trận đấu này. Và những trận đấu như thế này sẽ xuất hiện rất nhiều bằng cái cách mà các đối thủ sẽ chơi với Hoàng Gia Lai ở mùa giải năm nay. Thêm một quả tạt nữa. Người vừa bóng vào đó là Mauricio. Ngoại trừ Brandao thì cả Mauricio cũng như là Jefferson, những màn trình diễn của họ ở trong hai vòng đấu đầu tiên khó có thể coi là những ngoại binh chất lượng. Trong danh sách của Anh Gia Lai ở mùa giải này vẫn còn có cả Kim Dong Su nữa. Họ sẽ tham dự AFC Champions League, đặt mục tiêu vô địch ở mùa giải này. Nhưng đến thời điểm này thì hàng công mạnh nhất của giải đấu năm ngoái với thành tích là 23 bàn thắng chưa có nổi một pha lập công sau hai vòng đấu. Kết quả đang hiện hữu trên sân vận động Pleiku là một kết quả chỉ có thể làm hài lòng đội khách. Họ đặt mục tiêu rõ ràng, thi đấu thực dụng. Họ đã ngăn chặn được tất cả những cầu thủ tấn công tốt nhất mà Hoàng Gia Lai sở hữu. Nhưng vẫn còn những phút thi đấu trước mắt. Và để thành công trong việc kiếm điểm thì cao trò của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công sẽ phải cực kỳ tập trung. Oliveira. Đó là những gì mà chúng tôi đã nhắc tới về Oliveira. Paulo Oliveira thi đấu vô cùng đơn độc, nhưng anh vẫn biết cách để tạo ra được những điểm nhấn của riêng mình. Tiếp tục là quả đá phạt góc của Đinh Thanh Trung. Hoàng Gia Lai rất muốn đẩy cao nhịp độ, nhưng mọi thứ bị gãy sau khi bóng vượt qua được vạch vôi giữa sân. Cho dù đã tung vào sân cả Công Phượng và Tuấn Anh cho hiệp đấu thứ hai, có lẽ sẽ là một quả tạt nữa. Bóng liên tục được nhồi vào khu vực 16m50 của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trần Bảo Toàn sẽ vào sân. Trần Minh Vương là người được cho ra nghỉ. Liệu làn gió mới Bảo Toàn có thể làm nên chuyện hay không?
nhưng quả thực là khó. Đoàn đầu. Và bóng đi hết đường biên. Trên sân Lạch Tray lúc này thì Hải Phòng vẫn đang dẫn trước Nam Định với tỷ số 1-0. Trận đấu giữa SAB Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh đang có tỷ số hòa 0-0. Một V-League 2022 cho tới thời điểm này đang nghèo nàn về mặt bàn thắng. Nếu như ở vòng đấu đầu tiên chỉ có trung bình 1,6 bàn trong một trận, và trận đấu duy nhất không có bàn thắng nào được ghi là cặp đấu có sự xuất hiện của Hoàng Gia Lai trên sân Thiên Trường của Nam Định, thì bây giờ trong số 3 cặp đấu diễn ra trong buổi chiều ngày hôm nay thì có tới 2 cặp đấu khán giả hâm mộ chưa có nổi một cơ hội để ăn mừng. Một quả đá phạt ở chính diện khung thành của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, nhưng cự ly là tương đối xa. Và cao thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì vô cùng chậm rãi. Làm chậm mọi thứ là mục tiêu của họ ngay từ đầu. Chẳng có gì phải vội vàng cả. Một điểm rời khỏi sân Pleiku có thể coi là thành công rồi. Đứng trước bóng là Đinh Thanh Trung. Bóng không vượt qua được hàng rào. Bảo Toàn. Bảo Toàn vừa rồi đã không vượt qua được Ngọc Hào. Ở vòng đấu thứ hai này thì Topline Bình Định và BKMX Bình Dương đã có những thắng lợi đầu tiên. Với việc Viettel bị hoãn trận đấu của họ vòng đấu thứ hai thì nếu Hải Phòng vượt qua Nam Định thì đó sẽ là đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng sau khi kết thúc vòng đấu thứ hai này. Những câu lạc bộ đang có 3 điểm là Viettel, Sông Lam Nghệ An, BKMX Bình Dương, Topline Bình Định. Hải Phòng đang thi đấu trận đấu của họ ở vòng đấu thứ hai. Hoàng Anh Gia Lai và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, hai cái tên trong trận đấu mà chúng ta đang theo dõi trên sân Pleiku. Đội bóng dẫn đầu mùa giải năm ngoái và đội bóng đứng ở vị trí thứ hai khi mùa giải dừng lại năm 2021 đều chưa có bất kỳ một bàn thắng nào ở mùa giải năm nay. Đó lại là tiếng ngăn chặn của Jan Klesio. Trong một trận đấu mà hầu hết cao thủ tấn công đều nhạt nhòa, nếu như nó kết thúc bằng tỷ số hòa trên sân Pleiku này thì có lẽ là danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu phải thuộc về Jan Klesio. Đội trưởng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có một trận đấu cực hay. Khả năng chống bóng bổng của anh được thể hiện tối đa khi Hoàng Gia Lai bắt buộc phải sử dụng những quả tạt ở hai biên. Công Phượng quá chậm. Đây đã là phút thi đấu thứ 88. Kết quả này giữ nguyên đồng nghĩa việc Hoàng Gia Lai sẽ chỉ có 2 điểm sau 2 vòng đầu. Và đó đều là những trận hòa không bàn thắng. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có lẽ là sẽ hài lòng với 1 điểm nếu như họ bảo vệ được thành quả trong những phút cuối. Đây là những phút thi đấu cực kỳ quan trọng. Dứt điểm. Đáng tiếc là trái bóng lại đi chạy cột dọc trong những cơ hội hiếm hoi mà Hoàng Gia Lai sở hữu ở trận đấu này. Cú đá vừa rồi là của Công Phượng. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng mà các cầu thủ tiền vệ phòng ngự của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không hoàn thành nhiệm vụ. Họ đứng nhìn tình huống tranh chấp của đồng đội và bóng trôi ra đúng tầm dứt điểm của Công Phượng.
ở những phút cuối của hiệp 1 và hiệp đấu thứ hai. Hoàng Anh Gia Lai đều sở hữu những cơ hội 10-10, nhưng lần lượt là Minh Vương và vừa rồi là Công Phượng thì cũng không thể tận dụng. Một ngày thi đấu mà số cơ hội là rất ít cho đội bóng của Bầu Đức. Đây đã là phút thi đấu chính thức cuối cùng rồi. Nguyễn Văn Hồng Duy. Sau trận đấu sân nhà này thì các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai ở vòng đấu thứ 3 sẽ tới làm khách trên sân của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Thời gian bù giờ dành cho hiệp 2 sẽ là 5 phút. Không phải là một trận đấu hấp dẫn. Sự thực dụng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, cách mà họ phá lưới chơi của Hoàng Anh Gia Lai, có thể coi là thành công với những tính toán của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công. Còn với Hoàng Anh Gia Lai, thêm một trận đấu mà hàng tấn công mạnh nhất mùa giải năm ngoái không thể có được dù chỉ một bàn thắng cho tới thời điểm này. Và lối chơi của họ mới là điều đáng nói. Chỉ có một giải pháp duy nhất, đó là đưa bóng ra hai biên và sau đó là những quả tạt. Đó không phải là lối chơi sở trường, và họ phải đối mặt với một Jan Kesio quá xuất sắc. Đây là phút đá bù giờ thứ hai. 3 phút nữa và huấn luyện viên Nguyễn Thành Công sẽ thành công với mục tiêu kiếm một điểm trên sân Pleiku. Nhưng đó sẽ là cả một sự thất vọng lớn cho ứng cử viên vô địch Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu sân nhà đầu tiên của họ ở mùa giải năm nay. Không ai nghĩ là hàng công mạnh nhất của mùa giải năm ngoái chơi tưng bừng, liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng, bây giờ lại khó khăn đến như vậy trong việc có được bàn thắng đầu tiên của một giải mới. Và với một bước xuất phát có thể nói là chậm chạp như thế này, Hoàng Anh Gia Lai đang đánh mất cơ hội để bứt lên phía trên khi mà những đối thủ được coi là cạnh tranh trực tiếp với họ trong cuộc chạy đua vô địch ở mùa giải năm nay. Như câu lạc bộ Hà Nội chưa thi đấu và Viettel ở vòng đấu thứ hai thì cũng không thể có được trận đấu thứ hai ở mùa giải năm nay. Cặp đấu trên sân Hàng Đẫy đã bị hoãn lại. Ngày thi đấu nghèo nàn bàn thắng. Tỷ số trên sân Hòa Xuân và Pleiku đều đang là 0-0. Trận đấu duy nhất có được bàn thắng đó là SABN. Đó là trận đấu giữa Hải Phòng và Nam Định, nơi Hải Phòng đang dẫn 1-0. Đoàn Đào đang di chuyển. Văn Toàn đột phá. Vẫn đang là Văn Toàn. Phối hợp. Mọi thứ đã được giải quyết trước khung thành của Dương Quang Tuấn. Phút đá bù giờ thứ tư. Liệu có bất ngờ nào trong những phút còn lại không? Sẽ có một quả đá phạt được dành cho câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Không có chỗ những tranh cãi. Đội chủ nhà sẽ phải vô cùng khẩn trương, thời gian còn lại là quá ít. Năm ngoái thì sau khi san bằng tỷ số, các cầu thủ Nam Định cũng đã đứng trước cơ hội có được một điểm trên sân Pleiku. Nhưng khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây thì họ lại để thua từ một quả đá phạt 11m. Đó có thể là bài học cho những đội bóng như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khi mà chỉ còn hơn một phút bù giờ trước mắt. Nhưng họ vẫn còn chưa có gì là đảm bảo cho điểm số ở trong trận đấu này. Không được. Bóng không chạm bất cứ một cầu thủ nào cả.
Văng vào vừa rồi là của Brandao. Chỉ có một giải pháp duy nhất, treo bổng vào khu vực 16m50. Và trong một ngày thi đấu mà Jan Klesio và công đội đã chơi đảm bảo được sự an toàn tối đa thì Hoàng Gia Lai gần như không có một cơ hội nào hết. Những cú đá của Minh Vương hay Công Phượng đến từ những tình huống mắc sai lầm để mất bóng của các tiền vệ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng được các đồng đội ở phía sau của đội bóng áo hồng giải quyết tốt. Bảo Toàn trong biên cùng Hồng Duy. Đó là một pha đúng vào tầm thấp. Không vào. Đó có thể coi là cơ hội cuối cùng của Hoàng Gia Lai rồi. Cú đá vọt sang ngang của Văn Toàn đã khép lại trận đấu đầu tiên của Hoàng Gia Lai trên sân nhà mùa giải năm nay. Thêm một trận hòa không bàn thắng nữa. Hàng công mạnh nhất của mùa giải năm 2021 tiếp tục bế tắc. Họ chỉ có được mỗi vòng đấu một điểm trong mùa giải 2022 này. Một trận đấu mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với những tính toán của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công chơi vô cùng thực dụng. Họ phá được lối chơi của anh Gia Lai, ép đối phương phải chơi bằng những tiếng bóng bổng ở hai biên.